Và mọi người có vừa bất ngờ với cái phần trình diễn vừa xong không? Đây thực sự là một cái bản phối mà Khánh thực sự là rất là tâm đắc. Vì so với bản gốc cũ của bài hát Buồn của anh thì đây là một cái bản phối hoàn toàn mới, do là sử dụng những cái nhạc cụ ví dụ như là đàn tranh và sáo trúc, tỳ ba. Thì với đây là một cái bản phối mà Khánh đã từng lâu lâu thì đã có livestream một lần về cái bản phối này, nhưng mà thực sự là không được hoàn hảo như bây giờ. Thì cái bài hát này Khánh muốn làm một cái món quà đặc biệt gửi cho tất cả mọi người đang theo dõi Radio KICM, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi KICM, và xin chào và hẹn gặp lại.